ngọt ngào. Sao đôi ta cứ hoài ngập ngừng khi đôi tim dùng tiếng yêu thương. Đừng ngại chi vì từ bấy lâu lòng thầm mơ được sánh đôi. Dẫu có nắng hay mưa mai sau dòng đời cuốn xoay, lắm lúc đôi ta giận hờn mang bao lỗi lầm. Dù mai sau mình già nua thì tình anh vẫn mãi mãi không đổi rời. Sẽ mãi chỉ che cho em một đời về sau, mãi vẫn tin cho em một bờ vai ấm êm khi em yêu lòng, khi em mỏi mệt. Anh vẫn mãi mãi không đổi rời.
trong kim thành. Niềm vui đó đã thực sự nhận nên gấp bội khi chúng ta được chào đón một toàn thể trở về từ quê hương đất nước Trung Quốc thân yêu của chúng ta ngày hôm nay. Đó chính là chú rể Triều Nghệ. Và một giây phút thực sự đặc biệt và vi diệu hơn tất cả, đó chính là ngay lúc này chúng ta sẽ cùng được chào đón lên sân khấu chủ nhân thứ hai của cánh thiệp bóng yêu thương, đó chính là cô dâu Thùy Linh. Xin mời quý vị, chúng ta sẽ cùng hướng tầm nhìn yêu thương của mình ra phía cổng hoa hạnh phúc để cùng chào đón lên sân khấu cô dâu Thùy Linh cùng với người cha đáng kính của mình. Xin mời. Người đàn ông đầu tiên đã dìu dắt con đi những bước đi chập chững đầu đời. Cha là người bảo vệ cho con trước mọi sóng gió cuộc đời. Và ngày hôm nay đây, vòng tay yêu thương ấm áp của cha sẽ cùng dìu dắt con trên đền thảm đỏ bước vào với quy luật tạo hóa hôn nhân và gia đình, chính thức bước vào ngưỡng cửa hôn nhân của hạnh phúc để cùng trao cho người đàn ông thứ hai, người sẽ là người nương tựa cho Thùy Linh suốt cuộc đời này, đó chính là chú rể Triệu Nghệ. Và chúng ta cũng dành một tràng pháo tay thật lớn để cảm ơn và chúc mừng cho người cha thân yêu ngày hôm nay đã chứng kiến con gái của mình chính thức trưởng thành và tìm được bến bờ hạnh phúc. Vâng, và không thể thiếu được đó chính là người mẹ thân yêu, người đã cho con dâu cuộc đời này với tất cả tình cảm mẫu tử thiêng liêng. Ngày hôm nay ba mẹ chính là người hạnh phúc nhất đã chứng kiến con gái của mình thực sự khôn lớn trưởng thành, tìm được bến đỗ của tình yêu, bến bờ của hạnh phúc. Và ngay lúc này đây, con dâu chú rể cần hơn ai hết, đó chính là vòng tay yêu thương và sự đồng hành của mẹ. Xin trân trọng kính mời mẹ sẽ cùng lên sân khấu cùng hai con. Hai mẹ sinh con ra đưa con không lớn trưởng thành, còn hạnh phúc nào hơn thế nữa của những người làm cha làm mẹ khi con gái có công chui hạnh phúc với gia đình. Và ngay lúc này, mời con dâu chú rể và hai bên gia đình chúng ta sẽ cùng nở một nụ cười thật tươi và một chiếc gối đầu thật khẽ để gửi tới toàn thể quý vị quan khách, thay cho lời cảm ơn chân thành là kính chúc sức khỏe và lời chào trân trọng nhất. Xin mời. Và kính thưa toàn thể quý vị, và ngay lúc này đây, ban tổ chức xin được thay mặt cho những người thực hiện chương trình xin được vui mừng và trịnh trọng tuyên bố buổi đại lễ vô quy cô dâu Thùy Linh và chú rể Triệu Nghệ giờ đây xin phép chính thức được bắt đầu. Vỗ tay thật lớn hơn để cùng chúc mừng thưa toàn thể quý vị. Vâng, xin được trân trọng cảm ơn những tràng pháo tay yêu thương của quý vị và những tràng pháo sáng vô cùng tuyệt vời đến từ những người thực hiện chương trình này hôm nay. Quý vị thân mến, thật đúng là sống trên đời có gì đẹp hơn thế. Người với người sống để yêu nhau, mà yêu nhau thì ta sẽ phải cưới nhau. Đó là ước mơ, là khát vọng của bất kỳ ai trên trái đất này. Và ngày hôm nay đây, đôi bạn trẻ của chúng tôi, chú rể Triệu Nghệ đã trải qua một vòng tròn thế giới qua rất nhiều các châu lục và các quốc gia khác nhau để tìm kiếm một nửa kia của cuộc đời mình, để rồi trở về với quê hương hình chữ S, quê hương Việt Nam thân yêu. Anh đã bắt gặp một bông hoa vô cùng xinh đẹp dịu dàng mang tên Thùy Linh. Kể rồi kể từ khi ấy, hai trái tim của họ đã rung lên những nhịp đập yêu thương và con thuyền tình yêu đó đã chính thức cập bến bờ hạnh phúc đôi đời. Minh chứng cho điều đó, đó chính là buổi lễ vô quy ngày hôm nay. Và ngay lúc này, xin được thay mặt cho ban tổ chức trân trọng kính mời một vị đại diện cho gia đình nhà gái cũng như thay lời cho hai bên gia đình gửi tới toàn thể quý vị quan khách lời cảm ơn và đặc biệt dành cho quý vị những lời phát biểu, những lời mời để chúng ta bắt đầu khai tiệc chúc mừng cho buổi lễ vô quy ngày hôm nay. Xin trân trọng kính mời. Kính thưa các cụ, các ông, các bà, kính thưa cô dì, chú bác, kính thưa tất cả những vị khách quý có mặt tại khán phòng ngày hôm nay. Hôm nay thì gia đình ông Trung bà Mai thì có tổ chức lễ vô quy và được lễ báo hỷ cho cháu Thùy Linh và cháu Triệu Nhuệ. Bây giờ nên là cũng là dịp đầu xuân năm mới Giáp Dần thì thay mặt cho gia đình là xin cảm ơn và xin gửi lời chúc sức khỏe, hạnh phúc đến tất cả những vị khách quý có mặt tại khán phòng ngày hôm nay để dự lễ thành hôn của hai cháu. Xin thưa, kính thưa các ông, các bà, cô dì, chú bác và tất cả mọi người có mặt tại tiệc cưới tổ chức của cháu ngày hôm nay. Ra là đầu xuân năm mới và gia đình thì có tổ chức một tiệc để chính thức là công bố là ra mắt họ hàng hai bên để chứng kiến cái lễ thành hôn của hai cháu ngày hôm nay. Không biết nói gì hơn, thay mặt cho gia đình là chúc tất cả mọi người có mặt tại khán phòng ngày hôm nay có một bữa tiệc vui vẻ và tràn đầy hạnh phúc. Chúc mừng năm mới
Xin tất cả mọi người lưng ly và chúng ta sẽ cùng hô vang đúng không, để cho không khí nó được tăng lên. Quý vị thân mến, và diệu lầy, diệu tính, diệu tình, diệu loan, diệu phường, diệu mình, diệu ta. Diệu này được gia đình chúng tôi chuẩn bị từ tối hôm qua để giờ đây với tất cả tấm chân tình và sự chiên để mang ra mọi người. Chân được kính mời toàn thể quý vị, chúng ta sẽ cùng hoan hỉ giơ cao cánh tay yêu thương. Và đặc biệt là những ly rượu, ly bia, nước ngọt. Thảo Nguyên xin phép được bắt nhịp để chúng ta cùng giơ thật to, dành lời chúc phúc tuyệt vời nhất cho đôi đường và đại gia đình của chúng tôi được không ạ? Xin mời tất cả mọi người, gia đình chúng ta sẽ cùng hướng cánh tay của mình xuống phía dưới để cùng nhận những lời chúc phúc tuyệt vời nhất từ thưa quý vị quan khách. Quý vị ơi, cả nhà mình đã sẵn sàng chưa hả? Những cánh tay yêu thương của quý vị đang rồi hả? Giơ cao lên và giơ thật to nha. 1, 2, 3. Chúc mừng, hạnh phúc. Xin được chúc cho Thủy Linh và Triều Nhề sẽ trọn đời hạnh phúc bên nhau. Chúc cho mối tình thâm sâu hai bên gia đình, hai quê hương Việt Nam và Trung Quốc sẽ mãi mãi ngàn đời bền vững. Chúc cho quý vị và tất cả chúng ta sẽ cùng chào đón một xuân Giáp Thìn thật nhiều hạnh phúc, an khang và thịnh vượng. Vâng, và ngay lúc này thì xin mời đại gia đình chúng ta cùng di chuyển xuống từng bàn tiệc để cảm ơn xin tiền của toàn thể quý vị quan khách. Xin mời. Trăm năm cầu cho
phục hòa mình. Đôi môi thắm nồng mà em ưng hồng, em chưa lấy chồng thì về anh trông. Anh chưa có ai, tương lai rộng dài, nếu em không ngại thì để ngày mai anh qua thưa ba má em cho mình làm quen. Biết đâu sớm mai thức dậy nhìn thấy nhau, cất lên tiếng gọi mình ơi, nghĩ thôi cũng vui, có em là nhất rồi. Thế nên sớm thôi anh sẽ ngỏ lời, hỡi em đừng nghĩ nhiều, xứng đôi cưới thôi chứ mà để lâu làm kẻ gièm pha. Ôi à à à, hỡi em đừng nghĩ nhiều, xứng đôi cưới thôi chứ mà để lâu sợ ta lỡ mất duyên chung một nhà. Hai bên gia đình, hai bên gia đình cũng rất ân tình, cũng rất ân tình, cho nên đôi mình chẳng thể linh tinh. Em ơi em à, anh nghĩ chúng ta, anh nghĩ chúng ta sẽ để hai nhà bàn chuyện thông gia. Anh qua thưa ba má em cho mình mà em biết đâu sớm mai thức dậy nhìn thấy nhau, cất lên tiếng gọi mình ơi, nghĩ thôi cũng vui, có em là nhất rồi. Thế nên sớm thôi anh sẽ ngỏ lời, hỡi em đừng nghĩ nhiều, xứng đôi cưới thôi chứ mà để lâu làm kẻ gièm pha. Chân trời tình bên nhau dù bao lâu tình đậm sâu, thương nhau